Báo cáo quý vị lúc này đang là buổi chiều ngày 4 tháng 1 2019 và vừa rồi thì có quý khách từ ngõ 296 Lĩnh Nam Hà Nội. Bác mới về ký bức tranh Vinh Quy Bái Tổ. Cỡ lớn nhất là dài cao 1m27, dài 1m53, 2m53. Là cái bức này là 48 triệu sẽ chuyển về Lĩnh Nam. Chuyển về Lĩnh Nam cả lắp ráp treo nữa thêm là 900 nghìn. 48 triệu 900. Thế ngoài ra thì tiếp theo chúng tôi sẽ chuyển về Đức Giang. Một khách hàng bác ở Đức Giang là 100 thì bác lấy là gồm có là bộ TK3, bộ trường kỷ gỗ lim, giá 40 triệu là 2 ghế 1 bàn, cộng với 2 chiếc đôn ngồi là 6 triệu. Mỗi đôn mỗi chiếc 3 triệu. Một cái đôn trà này 4 triệu rưỡi. Tổng cộng là 10 triệu rưỡi và 40 sẽ là 50 triệu 500. Bác lấy cả mấy thứ là miễn phí vận chuyển về về Đức Giang cho bác. Và bên trong này thì có các bác đang từ Đại Bái về xem sập bụi tổ chè. Và lúc này đang là buổi chiều mùng 4 tháng 1 2020. Tại tầng 1 khu C đồ gỗ Đức Hiền.